Chào các bạn, hôm nay mình sẽ tiếp tục phân tích một bài ngắn. Bài này thì sẽ cần chúng ta phải nắm chắc về mặt cấu trúc ngữ pháp và cùng đi phân tích xem là cấu trúc ở trong cái bài này như thế nào nhé. Mình đã gửi cho các bạn cái bài này để làm rồi, nên là trước khi xem video thì các bạn hãy thử đọc qua một lượt và tìm xem có những cái cấu trúc ngữ pháp nào mà chúng ta có thể để ý ra không nhé. Bài này câu hỏi đặt ra là theo tác giả thì bưng ga cự nhịp chơi tệ đô nô nhô ni nô được cả là đang giải thích như thế nào về văn học. Ông ga cử ga ô tô chikata ghê chữ đe đi e ga ga iro chikata ghê chữ đe đu nara ba bưng ga cử wa kotoba o chikata ghê chữ đe đu koto ni naru. Mình thấy ở đây có các cái cấu trúc như sau này. Đế a thì sẽ đi với đế a ở đằng sau đây và nó đều đi với cái cấu trúc là nara ba. Cái từ đế a đi ở đây nó chính là dạng kết lửng. Khi mà cái câu mà nó có cái dạng kết lửng ở giữa này thì cái cấu trúc ngữ pháp đi liền sau nó sẽ đi kèm với cả cái động từ ngay ở phía trước cái cấu trúc ngữ pháp đấy và đi kèm với cả cái dạng kết lửng ở đằng trước này nữa. Khi mà cái dạng kết lửng của mình ở đây là đế a rự hay là đế a đi là dạng động từ đúng không? Kết thúc là đế a rự đúng không? Hoặc là đế a đi thì mình sẽ đi tìm một cái tương ứng thôi. Thì nó chính là đế a rự lặp lại ở đây. Thì nếu như mà là cái này và là cái này thì như thế nào đấy đúng không? Còn bưng các cửa á thì trong trường hợp mà văn học ấy thì nó lại là cô tô ní na rự. Mình thấy lặp đi lặp lại cái đế a rự này 3 lần. Và nó chính là cái ba cái mạch được nối vào với nhau. Tiếp đến là cái cụm ở bên trong này thì mình lại thấy nó là một cái câu đơn, là câu danh từ đấy, là ông ga cử ga ô tô ô chikata ge jutsu. Nên là nếu như mà âm nhạc là một cái loại nghệ thuật sử dụng âm thanh và nếu như mà vẽ là một cái loại nghệ thuật sử dụng về màu sắc thì văn học là một cái loại nghệ thuật sử dụng về ngôn ngữ. Đúng không? Thế nhưng mà ông ga cử ya e ga ni kurabe sore de wa wakari nikui no wa kotoba ni wa gutaisei ga kakete iru kara de ari toku ni moji de kakareta sousetsu wa ongakusei mo toboshiku chokusetsu ningen no kankaku ni uttaete kuru mono wa nai to ieru. Mình thấy ở đây dạng kết lửng kết thúc ở đây. Khi mà câu của mình có cái dạng kết lửng thì nhắc đi nhắc lại với mọi người là khi mà có dạng kết lửng thì cái câu đấy nó được ngắt thành hai câu đơn. Mình sẽ ngắt ở cái dạng kết lửng đấy trước, sau đó là dịch cái phần ở phía đằng sau cho tách nó thành hai ý riêng biệt và nó đều nói về cùng một chủ đề. Còn nếu như mà cái dạng kết lửng của mình ấy mà đằng sau nó có một cái cấu trúc nào đấy, ví dụ như là nara ba này này, thì cái cấu trúc này nó sẽ đi liền với cả cái động từ ở phía đằng trước và cái động từ ở phía đằng sau. Và trong câu này thì mình sẽ dịch là gì? Cái nô oá ở đây là chủ ngữ rồi, đúng không? Thì khi mà nô oá ở đây đằng sau nó là cái gì? Thì cái nô đấy nó là cái đấy, giống như bài trước mình cũng đã nói rồi. Đằng sau ở đây nó là kara de ari, là cái lý do. Thì mình sẽ dịch là cái lý do mà so với lại âm nhạc và vẽ thì sore de wa wakari nikui no wa là cái điều mà khiến cho nó khó hiểu ở đây ấy. Thì cái gì khó hiểu thì là các câu gần nhau chủ ngữ giống nhau. Câu đằng trước người ta đang đưa ra là văn học là một cái loại nghệ thuật sử dụng ngôn ngữ và nó là chủ ngữ chính của cái câu đằng trước, mà cái câu đằng sau này người ta vẫn nhắc tới cái văn học này thôi, vẫn là cái chủ ngữ đây thôi, là văn học thì so với lại âm nhạc và vẽ thì cái lý do mà khiến cho nó khó hiểu đúng không, khó nhận biết đó là vì nó đang thiếu cái tính cụ thể, gọi là trong ngôn ngữ thì nó thiếu cái tính cụ thể, đặc biệt là mô di đệ Kakare tatsu setsu wa, đặc biệt là những cái tiểu thuyết mà được viết bằng chữ thì ông gakusei mo toboshiku là cái tính âm nhạc của nó rất là nghèo nàn này và mono wa nai tối đự và có thể nói rằng nó không có cái thứ đúng không, không có cái điều hoặc là không có cái thứ mà có thể làm sao uttai te kuru là tiếp xúc này hoặc là chạm được tới cái cảm giác cảm xúc của con người một cách trực tiếp. Đấy là trong trường hợp mà các cái cuốn tiểu thuyết mà viết được bằng chữ ấy, thì nó sẽ không có tính âm nhạc và không có cái thứ để mà tiếp cận trực tiếp tới cái cảm xúc cảm giác của con người. Nimo kakarazu, mặc dù cho là như vậy đúng không, mặc dù là a nhưng mà cái ý trái ngược ở đây là gì,
このように存在しない音楽や美しい現象を描けるものといえば、文学を置いて他にないというのも事実なのである。Mình thấy ở đây tối đề bà là cấu trúc ngữ pháp rồi này, là khi mà nhắc tới một cái gì đó thì là người ta sẽ nói tới một cái ví dụ điển hình này, hoặc là nói về một cái khía cạnh nào đấy điển hình này. Có là khi mà nhắc tới cái mono, cái thứ đúng không, cái thứ mà có thể vẽ được một cách có thể vẽ được cái giấc mộng này. Genso đây là một cái giấc mộng rất là uchikoshi, vẽ ra một cái giấc mộng tuyệt đẹp, hay là một cái loại âm nhạc mà nó chưa tồn tại ở trong cái thế giới này, thì bungaku oite hoka ni nai toyu no mo jizutsu nano de. Vậy là toyu no mo ở đây là chủ ngữ này, là sự thật đó là gì? Sự thật là gì? Không có cái gì ngoài văn học có thể vẽ ra được một cái giấc mơ tuyệt đẹp, hay là một cái loại âm nhạc mà nó không có tồn tại ở trên thế giới này. Cấu trúc ố ôi tệ hô cà ni nai thì nó bắt nguồn từ cái cấu trúc là ố ôi tệ, là trong cái lĩnh vực nào đấy thì ngoài cái lĩnh vực đấy ra thì không còn cái gì khác, đúng không? Ngoài cái đó ra thì không còn cái gì khác. Cấu trúc này thì được dùng trong trường hợp là miêu tả cái sự tán thưởng hoặc là cái sự đánh giá cao, thì đằng sau thường ấy nó sẽ đi với cái dạng là phủ định. Đấy, có là trong cái lĩnh vực văn học thì ngoài cái lĩnh vực văn học này ra thì không còn cái lĩnh vực nào khác mà có thể vẽ ra được một cái bức tranh như thế, một cái loại âm nhạc như thế. Và cái bài này câu hỏi là tác giả miêu tả như thế nào về văn học. Mình sẽ loại đáp án dần dần này. Shikaku ni mo chōkaku ni mo chokusetsu uttaeru koto ga dekiru toyu ten de sugurete iru, là văn học rất là nổi trội hoặc là rất là xuất sắc ở cái điểm là có thể tiếp xúc được một cách trực tiếp với cả thị giác và thính giác. Thì cái này bị sai ở cái ý là chokusetsu uttaeru. Bên trên ở đây này, người ta đang nói là uttaeru. Uttaete kuru mono wa nai là không có cái thứ gì để mà tiếp xúc một cách trực tiếp, đúng không? Chokusetsu với lại cái cảm giác của con người như là thính giác rồi thị giác gì đó, nên là cái câu này bị sai. Câu 2 là gì? Kotoba wa chiusoteki da ga ongaku ya eiga izo no hyogen chikara o motsu. Nghĩa là văn học nó có một cái sức mạnh hiển thị hoặc là sức mạnh biểu diễn lớn hơn cả âm nhạc và tranh vẽ, mặc dù là cái ngôn ngữ thì nó khá là trừu tượng, đúng không? Ngôn ngữ ở trong văn học thì nó khá là trừu tượng, nhưng mà nó có cái sức mạnh như vậy, thì nó chính là cái đáp án của cái bài này. Bây giờ mình sẽ nhìn xem là tại sao mình có thể chọn được như vậy. Thứ nhất là kotoba wa chiusoteki là ngôn ngữ nó mang tính trừu tượng, đúng không? Thì nó chính là nằm ở cái đoạn này, là văn học thì so với lại âm nhạc và vẽ thì nó thiếu đi cái tính cụ thể trong ngôn ngữ, hay còn gọi là nó rất là trừu tượng đấy. Tiếp đến là ongaku ya eiga izo no hyogen chikara o motsu là có cái năng lực hiển thị hơn là âm nhạc và tranh vẽ, thì nó nằm ở phần cuối câu này này, là ngoài cái văn học ra thì không có một cái loại hình nghệ thuật nào có thể vẽ ra được một cái bức tranh tuyệt đẹp và một cái loại hình âm nhạc rất là tuyệt vời không tồn tại trên thế giới ấy. Thì nó chính là cái năng lực hiển thị nó lớn hơn cả âm nhạc và tranh vẽ. Nếu như trong trường hợp mình không thể nào chọn được cái câu số 2 này luôn, mình sẽ loại câu 3 và câu 4 như sau. Ghê rất chữ C ni wa kakeru là thiếu đi cái tính nghệ thuật, nhưng mà nó có thể biểu diễn một cách biểu diễn cái chân lý mang tính chất là thông thường, đúng không? Mang tính chất thông thường đấy. Thì cái đoạn mà thiếu đi cái tính nghệ thuật và biểu diễn cái chân lý này là không hề nói đến trong bài. Câu 4 là gì? Ông ga kutekina mềm wa otoru ga shikisai tekini wa hoka no dore yori mo sugureta geijutsu dearu, là văn học là một loại nghệ thuật rất là xuất sắc hơn bất kể thứ nào khác về mặt màu sắc này,
Mặc dù là về mặt âm nhạc thì nó ô tô rự là nó rất là kém cỏi hoặc là gọi là không được xuất sắc đúng không? Nó rất là kém. Thì cái câu này nếu mà nhìn qua qua ấy, thì nhiều bạn có thể là sẽ chọn nhầm vì thấy rằng là nó là một cái loại nghệ thuật mà xuất sắc hơn bất kể một cái loại nghệ thuật khác, giống như là cái câu cuối đây người ta nói. Rồi cái phần âm nhạc của nó thì nó cũng không có được được xuất sắc đúng không? Tại vì về mặt ngôn ngữ thì làm sao mà nó có tính âm nhạc được. Thế nhưng mà cái Shikisai Teki ở đây là về mặt màu sắc thì nó làm sao mà nó có thể bằng vẽ được đúng không? Nó chỉ là về mặt ngôn ngữ thôi, nên là cái câu số 4 này là bị sai cái Shikisai Teki này. Nó không phải là một cái loại nghệ thuật xuất sắc trong cái lĩnh vực đấy, nên là đáp án của mình nó chỉ còn có hai thôi. Bài này để mà đọc được và hiểu được thì đầu tiên mình phải biết được cái chủ ngữ ở cái câu số 2, đó là bưng gác cự là cái đầu tiên. Thứ hai đó là mình sẽ phải biết về mặt cấu trúc ngữ pháp ở cái câu cuối này, đó là ố ôi tệ hô cả ní này, là cái mà hint tộ ở trong cái bài này. Khi mà nhắc đến tố y bà, cấu trúc tố y bà hoặc là tố ít tà rà ở trong cái câu cuối này này, thì là mình sẽ có cái cách dùng như sau, là khi mà nhắc tới cái danh từ này thì là người ta sẽ nói tới một cái khía cạnh nào đấy hoặc là liên tưởng tới một cái vấn đề gì đấy rất là đặc trưng và tiêu biểu. Nói đến A thì người ta sẽ nhớ đến cái gì đúng không? Ví dụ như là nói đến cái anh A thì người ta sẽ nhớ là anh ấy có một cái trí nhớ rất là tốt chẳng hạn, hoặc là nói đến Hà Nội thì là người ta sẽ nhắc tới Hồ Gươm hoặc là Hồ Hoàn Kiếm chẳng hạn đúng không? Tiếp đến là cái cấu trúc là ố ôi tệ, thì ở đây mình sẽ dùng là ngoài cái đấy ra, ngoài cái ố, cái danh từ đi với ố ôi tệ là trong cái lĩnh vực danh từ đấy, trong ngoài cái danh từ đấy ra thì ngoài ra không còn cái chỗ nào khác nữa, thì thường dùng trong trường hợp là đánh giá cao cái gì đó, tán thưởng cái gì đó, và đằng sau ấy thường nó mang cái dạng là phủ định. Ví dụ như trong trường hợp này là tsugi no project no leader kimi o oite hoka ni makaserare ru hito ga inai da ga hiki ukete kureru kana, thì có nghĩa là ngoài bạn ra đúng không? Kimi o oite đây là ngoài bạn ra thì không còn có ai có thể đảm nhận được cái vai trò leader của cái dự án tiếp theo, thì liệu bạn có giúp tôi nhận cái dự án này được không? Hoặc là tsugi no satcho ni fusawashii no wa Kimura-san o oite hoka ni wa inai, là không có ai khác ngoài anh Kimura ra thì là phù hợp với lại cái vai trò là giám đốc tiếp theo. Và đó là nội dung của toàn bộ bài ngày hôm nay. Chúng mình có thể đọc lại và phân tích nó để tìm đáp án nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.